Thân chào các em, hôm nay cô và các em đã được tiếp tục gặp nhau trong một bài giảng tiếp theo của phần địa lý lớp 6 Trong bộ môn lịch sử và địa lý, các em thân mến trong tiết học lần trước khi chúng ta quan sát hình ảnh này thì các em đều biết được rằng trái đất của chúng ta có cùng một lúc hai chuyển động chuyển động thứ nhất là trái đất tự chuyển động quanh trục nghiêng của chính mình và chuyển động thứ hai là trái đất cũng đồng thời song song chuyển động quanh mặt trời và trong tiết học lần trước chúng ta đã biết được những đặc điểm những hệ quả của việc trái đất tự chuyển động quanh trục của chính mình và tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến đặc điểm của việc chuyển động quanh mặt trời của trái đất Và điều đó đã tạo nên những hệ quả gì Thì tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Và bài học này có hai nội dung chính Nội dung thứ nhất là chuyển động quanh mặt trời của trái đất Và nội dung thứ hai là hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất Thì ở đây chúng ta có hai hệ quả Hệ quả thứ nhất là hiện tượng mùa Hệ quả thứ hai là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những đặc điểm của việc chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Và để tìm hiểu về chuyển động quanh mặt trời của trái đất, cô mời các em quan sát cho cô một hình ảnh đã rất quen thuộc với các em từ nhiều tiết học nay. Đây chính là hình ảnh trái đất chuyển động quanh mặt trời và tự chuyển động quanh trục của chính nó. Và đối với hình ảnh này, chúng ta sẽ cùng thực hiện cho cô một phiếu bài tập số 1. Trong phiếu bài tập số 1 này, các bạn hãy xác định cho cô hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là đi theo hướng nào? Quỹ đạo ra sao? Thời gian hết bao nhiêu lâu thì được một vòng? Trong khi chuyển động như thế, hướng và độ nghiêng của trục Trái Đất có đặc điểm gì? Tính chất ra sao? Phần này các em sẽ làm việc cho cô theo hình thức cặp đôi, tức là hai bạn ở bên cạnh nhau sẽ cùng tham khảo, cùng chốt lại câu trả lời với nhau. Sau thời gian 2 phút, cô có thể gọi bất cứ một cái cặp đôi nào để cùng báo cáo cho cô kết quả. Sau đó cô và cả lớp sẽ cùng theo dõi, nhận xét và đánh giá về câu trả lời đó. Thời gian làm việc 2 phút của các em chính thức bắt đầu. Thời gian 2 phút đã hết rồi. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng đưa ra đáp án để củng cố kiến thức của phần này nhé. Thứ nhất, về hướng các em quan sát thật kỹ hình ảnh và chúng ta thấy rõ ràng rằng trái đất của chúng ta chuyển động quanh mặt trời theo mấy hướng đó là ngược chiều kim đồng hồ hay ta nói cách khác là theo hướng từ tây sang đông quỹ đạo của trái đất chuyển động quanh mặt trời theo một cái hình đó là hình elip gần tròn các em lưu ý cho cô elip gần tròn chứ không được tròn nha các bạn ở đây không phải là hình tròn Thời gian Trái Đất chuyển động quanh mặt trời hết một vòng như thế sẽ là 365 ngày và 6 giờ. Lưu ý cho cô là có thêm chữ và 6 giờ. Khi chuyển động như thế, hướng và độ nghiêng của trục không thay đổi vẫn luôn luôn chuyển động theo hướng từ tây sang đông và nghiêng 66 độ 33 phút. Cái tính chất chuyển động như thế người ta gọi là chuyển động tịnh tiến. Và để cho các em hiểu rõ hơn về cái 365 ngày và 6 giờ, cô mời các em quan sát cho cô những hình ảnh sau. Như lúc nãy các em đã tìm hiểu, thì chúng ta biết được rằng thời gian trái đất của chúng ta chuyển động quanh mặt trời một vòng là hết 365 ngày và 6 giờ. Nhưng một năm dương lịch của chúng ta luôn luôn kết thúc vào ngày 31 tháng 12, vậy có phải là 6 giờ kia chúng ta bỏ đi không các em? Không hề các em à. 6 giờ kia nhân loại của chúng ta sẽ để dành tiết kiệm và bỏ ống heo. Và được 4 năm như thế thì chúng ta thấy 6 giờ mà nhân cho 4 năm thì sẽ ra được một ngày. Và một ngày đó chúng ta sẽ cộng thêm vào trong năm thì cái ngày năm đó sẽ là năm 366 ngày. Vậy thì tức là Chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái đặc điểm về năm Đó là năm thường của chúng ta thì chỉ có 365 ngày thôi Và trong năm thường của chúng ta thì tháng 2 chỉ có 28 ngày Nhưng năm nhuận vì có thêm một ngày nữa Nên năm nhuận sẽ là 366 ngày Và tháng 2 của năm nhuận thì sẽ là 29 ngày Vậy thì ở đây các em lưu ý cho cô Là nếu như một bạn nào đó mà sinh vào ngày 29 tháng 2 Thì 4 năm bạn đó mới có thể tổ chức sinh nhập một lần Đây là một cái điều rất là thú vị Và chúng ta phải tự hiểu rằng 3 năm thường và đến năm thứ tư mới là năm nhuận Đây là một cái điều mà chúng ta phải lưu ý cho cô khi mà chúng ta để ý ngày, tháng, trong năm Vậy tóm lại, qua phần 1 là mã chuyển động quanh mặt trời của trái đất Chúng ta sẽ ghi nhận cho cô những kiến thức cơ bản sau Thứ nhất, cùng với chuyển động tự quay quanh trục Thì trái đất của chúng ta cũng chuyển động quanh mặt trời Thứ hai, hướng chuyển động là từ Tây sang Đông Trên quỹ đạo có hình elip gần tròn Và thứ ba, trái đất chuyển động một vòng quanh mặt trời Hết 365 ngày 6 giờ Và thời gian này chúng ta gọi đó là một năm Và trong khi chuyển động trên quỹ đạo Trục trái đất luôn nghi giữ một độ nghiêng và hướng nghiêng của trục mà cái hướng nghiêng và độ nghiêng này không thay đổi và người ta gọi đó là chuyển động tịnh tiến. Vậy thì với cái chuyển động quanh mặt trời của trái đất như thế này thì nó sẽ tạo nên những hệ quả nào? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang tiếp cho cô phần 2 là mã Về hệ quả của chuyển động quanh mặt trời của trái đất thì ở đây, khi chuyển động quanh mặt trời thì trái đất tạo nên hai hệ quả. Hệ quả thứ nhất là hiện tượng mùa và hệ quả thứ hai là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Trong tiết học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hiện tượng mùa. Để tìm hiểu về hiện tượng mùa, cô mời các em quan sát cho cô hình 7.1 chuyển động của trái đất quanh mặt trời và các mùa ở bán cầu Bắc. Và sau đây chúng ta sẽ cùng chia nhóm với nhau để cùng làm cho cô phiếu bài tập số 2. Trong phiếu bài tập số 2 của chúng ta thì có 4 câu hỏi. Các em sẽ cùng làm việc theo hình thức cặp 3, tức là ba bạn làm một nhóm và cùng lần lượt tìm hiểu cho cô đáp án của cả 4 câu hỏi ở đây. Sau thời gian 3 phút cô có quyền gọi bất cứ một bạn nào lên để trả lời câu hỏi. Các bạn còn lại cùng theo dõi, nhận xét và bổ sung cho đáp án mà bạn vừa mới trình bày. Thời gian làm việc của các em 3 phút bắt đầu. Và thời gian 3 phút đã hết rồi Bây giờ cô và các em sẽ cùng đưa ra đáp án để chúng ta chốt lại kiến thức của phần 1 nhỏ này nhé Câu hỏi số 1, ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn? Chúng ta thấy rất rõ ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí Và trong ngày hạ chí như thế thì nửa cầu Bắc của chúng ta đã ngã về mặt trời nhiều hơn nhưng sang đến ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí thì các em thấy nửa cầu Bắc của chúng ta lại chết xa mặt trời và nửa cầu Nam lại ngã về phía mặt trời nhiều hơn nên đáp án của chúng ta trong câu số 2 là nửa cầu Nam. Câu số 3, từ ngày 21 tháng 3 cho đến ngày 23 tháng 9, bán cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh vì sao? Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng từ ngày 21 tháng 3 tức là xuân phân cho đến ngày 23 tháng 9 là ngày thu phân thì nửa cầu bắc của chúng ta nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn nên đó sẽ là mùa nóng. Lý do là khi nghiêng về phía mặt trời thì nhận được ánh sáng mặt trời nhiều hơn. Vậy ở đây chúng ta lưu ý cho cô đến nửa cầu nam. Nửa cầu nam cũng trong thời gian từ 21 tháng 3 cho đến 23 tháng 9 này Các em thấy rằng nó nghiêng và trách xa mặt trời Nên sẽ nhận được ít ánh sáng, ít nhiệt lượng nhiều hơn Vậy trong khi nửa cầu bắc là mùa nóng Thì nửa cầu nam lúc bấy giờ lại là mùa lạnh Đến câu hỏi số 4 từ ngày 23 tháng 9 năm trước cho đến ngày 21 tháng 3 năm sau, bán cầu Nam là mùa nóng hay mùa lạnh? Các em có thể dàng nhận thấy rằng từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 21 tháng 3 thì bán cầu nam của chúng ta nghiêng về phía mặt trời nhiều hơn nên nhận được ánh sáng nhiều hơn nên chắc chắn nó sẽ là mùa nóng và ngược lại bán cầu bắc cách xa mặt trời nên nhận được ít ánh sáng hơn nên lúc bấy giờ bán cầu bắc là mùa lạnh Vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng cùng một thời điểm nếu như bán cầu Bắc là mùa nóng thì bán cầu Nam lại là mùa lạnh Và ngược lại nếu bán cầu Bắc là mùa lạnh thì bán cầu Nam lại là mùa nóng Ở đây các em thấy có một sự trái ngược về mùa ở cả hai nửa cầu Và để giúp cho các em hiểu rõ hơn về cái điều này chúng ta sẽ tiếp tục bước ra một cái phiếu bài tập nữa đó là phiếu bài tập số 3 trong phiếu bài tập số 3 này, ở đây các bạn thấy cho cô là chúng ta sẽ có bốn cái thời điểm trong năm, đó là ngày 22 tháng 6 là ngày hạ chí, ngày 22 tháng 12 là ngày đông chí, ngày 21 tháng 3 là ngày xuân phân và ngày 23 tháng 9 là ngày thu phân. Các bạn hãy xác định cho cô tít vị trí của nửa cầu so với mặt trời, lượng nhiệt nhận và ánh sáng nhận được từ mặt trời và xác định cho cô xem vào thời điểm như thế thì ở nửa cầu bắc và nửa cầu nam lại là mùa gì. Phần này chúng các em sẽ làm việc theo hình thức cá nhân. Cô cho các em thời gian 2 phút và các bạn có thể trình bày bất cứ một nội dung nào trong số 4 thời điểm trên. Nếu như các em cảm thấy chắc chắn với kiến thức của mình Thời gian làm việc 2 phút của các em đã hết Bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa ra đáp án của mình Và ở đây cô sẽ đi theo tuần tự từ trên xuống dưới Trước hết ngày 22 tháng 6 ở nửa cầu Bắc Thì tiết đó sẽ là tiết hạ chí Các em có thể rõ nhìn thấy dễ dàng trong hình ảnh của mình Và lúc bấy giờ nửa cầu Bắc đã ngã về phía mặt trời Nên lượng nhiệt và ánh sáng nhận được ở đây rất là nhiều Vậy thì chắc chắn đó sẽ là mùa hạ nhưng ngược lại ở nửa cầu nam thì lại đang là tiết đông chí và nửa cầu nam chết xa mặt trời Nên nhận được ít ánh sáng và nhiệt lượng Nên lúc bây giờ ở nửa cầu nam lại là mùa đông Đến ngày 22 tháng 12, nửa cầu Bắc lại là tiết đông chí vì cách xa mặt trời và nhận được ít ánh sáng hơn nên đó là mùa đông. Còn nửa cầu Nam thì hoàn toàn ngược lại nhé các em đó là tiết hạ chí vì ngã về phía mặt trời nhiều hơn nên nhận được ánh sáng và lượng nhiệt nhiều hơn nên đó sẽ là mùa hạ tiếp theo chúng ta sẽ cùng bình luận và tìm hiểu về cái ngày 21 tháng 3 ngày 21 tháng 3 đó là ngày xuân phân thì ở cả nửa cầu Bắc nửa cầu Nam cũng như ngày 23 tháng 9 ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam ở đây chúng ta đều thấy được thứ nhất nếu ở nửa cầu Bắc là xuân phân thì nửa cầu Nam lại là thu phân. Đến ngày 23 tháng 9 ở nửa cầu Bắc là thu phân thì nửa cầu Nam lại là xuân phân tức là nó hoàn toàn trái ngược với nhau về mùa. Nhưng về vị trí của nửa cầu so với mặt trời là cả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam đều hướng về phía mặt trời như nhau. Tức là nửa ngày 21 tháng 3 thì cả nửa cầu Bắc và nửa cầu nam đều nhận được rất nhiều ánh sáng mặt trời Nhưng đến ngày 23 tháng 9 thì cả nửa cầu bắc và nửa cầu nam thì lại nhận được ít ánh sáng mặt trời Và lượng nhiệt ở đây dù là nửa cầu bắc hay nửa cầu nam gì thì cũng nhận được một cái lượng nhiệt là như nhau Vì vậy ngày 21 tháng 3 ở nửa cầu bắc đang là mùa xuân thì nửa cầu nam lại là mùa thu Đến ngày 23 tháng 9 thì mùa ở đây lại hoàn toàn ngược lại, nửa cầu Bắc đang là mùa thu và nửa cầu Nam lại là mùa xuân. Thì các em thấy là ở cả hai nửa cầu cái mùa của nó hoàn toàn ngược nhau. Rồi vậy thì với ba cái phiếu bài tập và đặc biệt là phiếu bài tập số 2 và phiếu bài tập số 3 thì các em đã thấy được rằng hiện tượng mùa ở đây nó được gây ra do đâu các em? Vì sao mà trái đất của chúng ta lại sinh ra cái hiện tượng mùa? Lý do rất đơn giản đó chính là do trục trái đất của chúng ta nghiêng Và khi chuyển động quanh mặt trời như thế thì cái hướng nghiêng của chúng ta không hề thay đổi trên mặt phẳng quỹ đạo Và chính cái điều đó thì khiến cho có những cái vùng mà nhận được rất nhiều ánh sáng mặt trời và nhiệt lượng của mặt trời Nhưng cũng sẽ có những cái vùng mà bị trách ra xa vì cái hướng nghiêng của trái đất không đổi Và từ đó thì gây ra hiện tượng của các mùa và đây chính là những cái kiến thức cơ bản mà các em cần ghi nhận trong cái phần này Thứ nhất là khi chuyển động quay mặt trời trục trái đất nghiêng và không đổi nên sinh ra các mùa Và nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt hơn thì đó là mùa nóng Nửa cầu nào ngã về phía mặt trời ít hơn nhận được ít ánh sáng và nhiệt hơn thì đó là mùa lạnh trong cùng một thời điểm ở cả hai bán cầu thì cái mùa hoàn toàn trái ngược nhau. Và riêng ngày 21 tháng 3 và ngày 23 tháng 9 thì ở cả hai nửa bán cầu nhận được một lượng nhịp và ánh sáng như nhau Tạo nên mùa xuân và mùa thu Nhưng lưu ý cho cô mùa xuân và mùa thu chỉ là những cái mùa chuyển tiếp giữa mùa nóng và mùa lạnh Và để giúp cho các em củng cố lại kiến thức vừa mới tìm hiểu thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần luyện tập nhỏ câu hỏi ở đây đưa ra là nếu ở bán cầu bắc lần lượt là các mùa xuân hạ thu đông thì ở bán cầu nam sẽ là những mùa như thế nào các em lưu ý cho cô vì bán cầu bắc và bán cầu nam mùa hoàn toàn trái ngược nhau. Nên bán cầu Bắc là mùa xuân thì bán cầu Nam là mùa thu, bán cầu Bắc là mùa hạ thì bán cầu Nam lại là mùa đông. Bán cầu Bắc là mùa thu thì bán cầu Nam lại là mùa xuân và ngược lại bán cầu Bắc là mùa đông thì bán cầu Nam lại là mùa hạ. Ví dụ như thời điểm này ở các quốc gia thuộc bán cầu Bắc đang dần dần chuyển về cái tiếp mùa đông khá là lạnh Thì các quốc gia nằm ở bán cầu Nam Ví dụ như Australia thì là đang có khí hậu khá là nóng nực Tức là đang làm mùa hè Đây là một minh chứng rõ nét nhất Cho sự trái ngược về mùa giữa hai nửa cầu Và tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi Cô rất là cảm ơn các em đã cùng hợp tác với cô để khai thác kiến thức bài học Đây là một bài học không dễ Cô chân thành cảm ơn các em và chúc cho các em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để có thể tìm hiểu được kiến thức hay bổ ích từ những bài học khác. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các em.